Xlim Pro V2 unbox và review. Như anh em có thể thấy thì trên tay của Linh đây là em ghế mới Xlim Pro V2 của XVA. Thì cái em này sẽ có những cái cải tiến gì so với lại cái phiên bản tiền nhiệm? Thì hôm nay anh em hãy cùng Linh unbox trải nghiệm và đánh giá thử em này nha. Unbox xong thì bây giờ mình đánh giá em nó thôi nào. Thì trước hết vẫn giữ nguyên cái hình dáng thanh giống như là phiên bản tiền nhiệm, nhưng mà có một số cái mà em thấy rất là thích, đó là gì? Cầm xuống tay hơn hẳn, thề luôn, cầm rất là xuống tay nha anh em. Có một điểm nữa đó là những cái góc bo nè, đây những cái góc bo nè, rờ rất là đã luôn, rất là sướng nè, cực kỳ mượt mà. Và cái phần nút á, phần nút này là cái phần mà Linh thích nhất nè. Như ở cái phiên bản tiền nhiệm á thì cái phần nút này sẽ hơi cộm cộm một chút xíu, nhưng mà ở cái phiên bản này thì rất là mượt mà, sao cực kỳ xuống tay luôn. Điểm cải tiến tiếp theo ở cái em Xlim Pro V2 này mà Linh muốn nói tới đó là ở cái phần màn hình. Đây, được bo tròn, cảm giác thiết kế nó rất là mượt mà luôn em. Và đặc biệt là cực kỳ sắc nét hơn rất nhiều so với lại cái phiên bản tiền nhiệm. Và nó có đầy đủ tất cả những cái thông tin mà chúng ta cần biết ở trên này. Ở phiên bản Xlim Pro V2 này thì sẽ có tất cả là 8 màu nha anh em. Nhưng mà Linh thì Linh có màu thứ 9. Tại sao? Linh là người được chọn mà. Ông mà màu này tên gì vậy? Từ từ để xíu coi cái. Limited Edition Champion Blue, nhà vô địch xanh. Nhà vô địch xanh, uy tín không biệt. Công tâm mà nói thì tất cả 9 màu của em Xlim Pro V2 này Linh đều thấy màu nào cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và chắc chắn rằng bất kỳ anh em nào cũng sẽ giống như Linh, ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ nè, cái phần quan trọng nhất nè, nó có ngon không? Thử mới biết. Hơi bị ngon luôn anh em. Hey, cực kỳ ngon. Linh có thể nói rằng là em này nó cải tiến rất là nhiều so với lại phiên bản tiền nhiệm của em nó. Có một cái mà Linh chưa nhắc tới, đó là em này nó bị mập, nó phát phì hơn chút xíu. Nhưng mà tại sao lại phát phì? Pin nó lên tới 1.300 lần nha anh em. Cái phiên bản tiền nhiệm á thì nó chỉ có 1.000 mAh mà thôi, mà em này thì lên tới 1.300 mAh. Cho nên là chúng ta có thể xài được lâu hơn nè, chúng ta đỡ phải sạc nhiều hơn. Và cái vị thì chắc chắn là Linh ngon hơn rất rất là nhiều. Ở đây thì Linh đang trải nghiệm thử cái chai Rumba mùi trà đào chanh xả. Thì ở trên cái Xlim Pro V2 này Linh cảm thấy rằng là cái vị nó lên rất là rõ, rõ hơn rất là nhiều. Linh nghe được cái hương chanh nhẹ ở hậu rất là thơm luôn nha em, cực kỳ thơm. Và nó không có kiểu bị ngọt cắt một tí nào cả. Và cái ni nó đánh lên rất là êm, cực kỳ êm và cực kỳ dễ chịu. Cái độ mát lạnh thì thôi khỏi phải nói, sướng. Nếu mà đánh giá công tâm á, giữa cái em Xlim Pro V2 và cái em Xlim Pro, thì đối với Linh, cái em Xlim Pro V2 này cho Linh cái trải nghiệm về hương nè, vị nè và cả ni tốt hơn rất nhiều so với cái phiên bản tiền nhiệm của em đó. Có một cái nữa mà nãy giờ mình quên chưa có nhắc tới, đó là cái bộ đếm hơi. Đó thì ở cái phiên bản Xlim Pro là chỉ có 9999 thôi, mà ở em này là 99999 nằm con số 9 lần anh em. Cho nên là anh em có thể khoe với anh em bạn bè là coi mình nghèo được bao nhiêu rồi. Tính cái váy lại thì em Xlim Pro V2 này cải tiến nhiều hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cầm xứng tay nè, đẹp nè, màu sắc cực kỳ bắt mắt nè, và trải nghiệm về hương và vị nó tốt hơn rất là nhiều. Đồng thời dung lượng pin lại nhiều hơn cho chúng ta sử dụng được lâu hơn. Và có một cái nữa là biết gì không? Chơi phi bay sẽ ngon hơn. Và mình sẽ để clip sau, mình sẽ chia sẻ anh em về cái trải nghiệm của mình. Nếu như có anh em nào mà muốn biết thêm về cái trải nghiệm của em Xlim Pro V2 này, cũng như là những cái cải tiến nào khác so với phiên bản tiền nhiệm, thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc là để lại bình luận bên dưới video, thì mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình, kinh nghiệm của mình tới với anh em.